Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ thử cho mọi người chương trình này góp từ John ZFE nha các bạn. Chương trình này nó đang trong chương trình bán hàng video các bạn. Để tham gia chương trình này góp này các bạn link phần demo tả mở Telegram các bạn sẽ tắt cái chatbot này mà. Thì khi tham gia chương trình này góp này các bạn sẽ nhận được một CFT khoảng 5 đô. Nó nói gì thôi chứ giá cả chắc không có gì đâu các bạn ơi. Khi tham gia chương trình này góp này mình sẽ nhận được 10 token TCFE các bạn. Rồi bấm số này góp. Chương trình góp này nó sẽ phân phối vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn con này nó chương trình góp này nó sẽ limit 2k 2.000 người các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram chat đó nè nên các bạn làm liền các bạn. Thì tới 7.000 mấy vậy ta. Các bạn cho anh sao ơi, nếu nè thì nó thông báo rồi. Để mình ấy một cái nữa các bạn. Hello. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Rồi các bạn bắt đáp luôn đi các bạn, chạy làm luôn đi. Nó phân phối thì phân phối thì thôi các bạn. Người theo dõi thì các bạn theo dõi, các bạn cũng like và tự quyết nha các bạn. Rồi, các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào nút ship meditation. Ơi, visit website thì các bạn vào xem website nó cái nha các bạn. Rồi, các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Thôi đi. Mình đã xem rồi nha các bạn. Rồi bấm nó submit đi tên nè. Rồi bấm đón các bạn. Rồi các bạn gửi lại cái đường link blog file username của mình cho nó các bạn. Các bạn mở cho tôi biết nè. Các bạn nhấp vào bio gạch nè. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào bio gạch trên đầu nữa các bạn. Các bạn nhấp vào một chia sẻ nè. Các bạn sao chép vậy? Cái như tạm nè. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Các bạn gửi cho bot nè. Rồi các bạn gửi địa chỉ viết cho link TGC20 các bạn. Con này mình thấy bạn nên các bạn làm chơi thôi các bạn. Rồi các bạn bấm 10 set nè. Các bạn copy nè. Rồi bấm đắp vào các bạn. Rồi dán vào các bạn. Rồi bạn gửi cho bot các bạn. Trên nguồn hay góp thì thường thì cam rất là nhiều các bạn, nó cũng có phong phối rồi bấm đón các bạn. Rồi bấm set các bạn. Rồi bấm vào xóa tiết để coi nhận thúc cần không các bạn. Rồi bạn đã nhận 10 thúc cần TIFE này các bạn. Nếu bạn nào mà chưa nhận thì là nó end các bạn. Rồi vậy video đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo từ mình nha.